Khoa, ông ngoại trong nhóm đông thành viên trên Facebook, anh May tự hào nói đây là thần tượng của bản thân. Ông dù đã 75 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và ăn mặc khá trẻ. Clip quay cảnh ông Khoa đôi giày độn đề buộc dây, đũng đỉnh bước xuống bậc tam cấp trong sự reo hò của con cháu. Ông mặc quần âu đen, độ dài vừa phải, Khoa hết đôi giày vốn chỉ hợp với giới trẻ. Ông ngoại đi giày độn đế. Đặc biệt, những lúc mỉm cười, gương mặt của ông trông không khác nào huấn luyện viên nổi tiếng Ba Hang Seo. Điều này càng làm cho dân tình thích thú. Anh May cho hay bức ảnh được chụp vào dịp Tết, khi con cháu về nhà đông đủ, ông ngoại thấy có đôi giày đẹp nên muốn đi thử. Ông mang đôi giày vô làm con cháu cười phá lên. Thấy ai cũng thích thú nên ông càng xỏ giày lâu hơn. Thấy ông vui nên mình chụp hình và đăng Facebook để làm kỷ niệm, cô nhớ lại. Chính cho hay hiện ông ngoại dì Tinh đang sinh sống tại Hà Nam. Ông ở nhà riêng còn con cháu ở quê quần xung quanh. Anh May kể trước đây ông ngoại thích trồng hoa nên căn nhà lúc nào cũng ngập tràn hương thơm. Sau này, khi tuổi cao, ông nghỉ ngơi là chính và thường dùng iPad lướt mạng xã hội, chủ yếu để liên lạc với con cháu và cập nhật tin tức thời sự. Ông ngoại dì Tinh dù tuổi đã cao nhưng vẫn đi bộ mỗi buổi sáng, vì một số bệnh nên phải ăn kiêng. Ông cũng chú ý ăn ít chất béo và chọn những thực phẩm sạch. Nhiều loại hoa trong ngôi nhà của ông ngoại anh May. Trước đây, ông mình làm nông, thỉnh thoảng tham gia dạy chữ và giáo lý cho các em nhỏ ở nhà thờ. Ông đặc biệt thích đi du lịch, tới Sài Gòn, Buôn Ma Thuột rồi Sơn La. Những nơi có người thân sinh sống. Trước đây, khi còn khỏe, chủ yếu là ông tự đi, gần thì chạy xe máy, xa thì mua vé máy bay. Ông ao ước được đi châu Âu một lần và con cháu vẫn đang cố gắng đưa ông đi một chuyến, chỉ lo nhất là sức khỏe của ông không đảm bảo. Anh May chụp cùng ông ngoại. Mình ở với ông bà từ bé. Ông dạy mình từ cách ăn uống đến đi đứng, cả cách dùng tâm như nào chơi đúng nữa. Có một câu mà ông nói từ ngày xưa, đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi, bạn nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là cháu phải có ít nhất một người bạn thân thật sự. Đối với mình, ông ngoại gần gũi như người cha vậy. Ông quan tâm từng đứa một nên con cháu ai cũng rất quý ông. Ông bà khỏe mạnh, vô vẻ là niềm hạnh phúc của gia đình anh May.